ngày 29 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Công an phường sở tại đã mời hai thanh thiếu niên tạt nước ớt vào nữ nhân viên trong video gây xôn xao trên mạng những ngày gần đây đến làm việc. Sự việc xảy ra trước cửa tiệm nước trên đường Lý Thường Kiệt, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một. Hai người tạt nước ớt trong video được xác định là NHTV, 18 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát và NMK, 15 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một. Người bị tạt nước ớt là NTTH, nhân viên tiệm nước. Tại cơ quan công an, hai người tạt nước ớt khai do có mâu thuẫn với nhân viên tiệm nước liên quan việc chia sẻ hình ảnh cá nhân và nói xấu nhau trên mạng xã hội. Ngày 27 tháng 3, V mua ly trà sữa và lấy hai quả ớt cắt nhỏ bỏ vào ly rồi nhờ K chở đến trước tiệm nước nơi H làm việc. Dừng xe trước cửa tiệm, V vừa mua nước mang đi rồi bất ngờ hất ly trà sữa có ớt vào người H cho hả giận. Sau khi tạt nước ớt, cả hai bỏ đi. Hiện Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tiếp tục làm rõ vụ việc.